chiều dưới ánh nắng lung linh, em bước đi trên bờ đê ô đôi má hồng rừng rừng. Đường trơn trượt em chẳng dám đi nhanh, cầu tre khó qua nơi có đưa em về. Bông lúa chín trên đồng, bên nương nhà trồng rau, chẳng cuộc sống xô bồ ta đưa đây về cùng nhau. Ơi điều lê câu hò ngân nga bài tình ca, con nước lên nước sông anh chống em chèo cùng qua. Em đây là con nhà quê mà nhìn thèn thùng trông thấy xinh ghê, em khoai em kết anh rồi mong cho tình mình lên nghĩa phu thê. Em đã tới tuổi lấy chồng còn chân chờ gì mà cứ lòng đông, thương sao để trong lòng còn ở đằng này em ngóng em trông. Cây lúa đã đến mùa thì chờ ngày lành anh rước em nghe, thương anh qua anh à sao đến tận giờ anh cứ im re. Nguyện mong lòng em thương mỗi lần thôi, đâu mong cuộc sống sang giàu chỉ mong chúng ta sẽ thành đôi. Không thương thì em cũng phải nói chứ có đâu mà em ngồi cứ im ghê. Người miền Tây của mình thì chịu khó nhà chăm công đắc nó thiệt chứ đâu khoe. Em ở sớm trên còn anh ở sớm dưới, lấy chồng gần càng chi ở đâu xa. Lỡ sau này nhà mình có hết gạo thì cứ alo ba má anh đem qua. Bông lúa chín trên đồng, bên nương nhà trồng rau, chẳng cuộc sống xô bồ ta đưa đây về cùng nhau. Ơi điều lê câu hò ngân nga bài tình ca, con nước lên nước sông anh chống em chèo cùng qua. Con nhà quê mà nhìn thèn thùng trông thấy xinh ghê, em khoai em kết anh rồi mong cho tình mình nên nghĩa phu thê. Em đã tới tuổi lấy chồng còn chân chờ gì mà cứ lòng đông, thương sao để trong lòng còn ở đằng này em ngóng em trông. Cây lúa đã đến mùa thì chờ ngày lành anh rước em nghe, thương anh qua anh à sao đến tận giờ anh cứ im re. Nguyện một lòng em thương mỗi lần thôi, đâu mong cuộc sống sang giàu chỉ mong chúng ta sẽ thành đôi. Gia đình có mặt ngày hôm nay thì tôi xin đại diện cho bên mọi nhà trai xuống cũng trình qua cái lễ dẫn, coi như là hôm nay là coi như là được ngày tốt để giữa hai bên kết thông gia, là ngày nay là tiến hành làm đám hỏi. Thì bên nhà trai đến có mang
6 mâm coi như là hiện vật, giờ trong đó có cái bánh kem và tổ đèn chi quả nếp, coi như là để trình trước là kiến ông bà quá cố, sau gia đình dùng để chung vui với bên họ nhà trai, thì coi như là xin là trình qua quý ông bà cô bác. Vậy là xin mời ông đại diện để dạ mấy này vậy coi như mình cũng dạ ông ngoại nha, ông ngoại nha. Vậy là mình tình coi như tình rồi, bây giờ tối rồi đi cái gì thì tình đó bắt đầu ăn coi như là cũng xin trình đó là bên nhà trai có cho cô dâu nữ trang là coi như cơ bông thì cái kiền và cặp vòng với nhẫn cưới, thì coi như xin trình qua quý ông quý bà cô bác ở đây. Chú đây, ông chụp hình kìa, chú đây. Bây giờ người ta trình. À, coi như bên nhà trai có đem đến tiền phụ cổ, tiền nước á là 20 triệu, rồi có cho cô dâu là 5 triệu để mà tiền làm đẹp. Cái phần này cho cô dâu hiện lát khi đưa. Rồi coi có bổ sung gì thêm thì mình ở đây bổ sung. Dạ, thì theo bây giờ thả tục ở đây thì bây giờ chú cho là cái gì đó thì chú quyết định lại, nói chung là con thẳng thắn luôn. Bây giờ nói rồi, cái tiền không này là bao nhiêu chú đi bao nhiêu thì cái trình lại với họ nhà họ thôi. Rồi rồi, vàng hồng thì cứ trình ra thôi. Rồi rồi, rồi. Mà cái này để lát tân nó mở nó đeo vợ nó. Thì hôm thôi thì kính thưa mấy bà với mấy cô, thì hôm nay thì họ nhà trai họ qua thì họ có cho dâu là nhiêu đây vàng vòng kiền tiền đó đó, thì trình bà có bà ngoại bà Tư và mấy bà đây đó, vậy mừng cho cháu nó. Dạ cho nhiêu để hồi nó chụp hình người ta banh ra là biết. Thôi vậy tôi xin bổ sung thêm đi là trong đó là tô bông, rồi cái kiền cặp vòng là cặp nhẫn, nhưng mà cặp nhẫn là nhẫn cưới không có tính chung ở trong cái số vàng cho. Tổng số vàng cho là 1 cây. Rồi đó, đó được ha. Đó đây thôi, giờ bây giờ đây cho đại diện đây bà ngoại nhắc nhở. Rồi rồi bây giờ thôi, giờ đây là có bà ngoại đó, bà Tư đó, hai bà đây rồi đại diện đi, rồi bà ngoại với bà Tư đi đó. Đó. Đi cụng vô, cụng vô. Trời ơi. Rồi. Uống mẹ. Uống chứ, uống mình người ta. Đây đây còn đó. Đây nè, thôi. Đây là cô phải không? Cô phải không đó, cô này có góp ý đây. Dạ, thôi con xin phép bưng cái khay này về bên kia. Rồi nha. Rồi. Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhất đêm này.
ra chẳng xa xôi đâu. Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Là ngày cưới là ngày 21 tháng 7, coi như là nhà trai á, đến nhà gái á, là 5 giờ sáng ha. 5 giờ sáng 21 tháng 7 năm 2023 24 âm lịch mình nha. Đó, ngày âm lịch rồi rồi rồi. Sinh trình đó là 2 trụ lễ. Lát nữa là mình chờ trình ông bà cũng 2 trụ lễ. Em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lâu dài. Nhất bay thiên đình, nhị bay cao đường, phù hề giao mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá, ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lâu. Chân chất đường nhà anh cứ đi bằng chân đất không sao. Trưởng là anh thân nhất lũ nhóc men bên giống qua đây anh cần tất lòng vô miền Tây không có như không phải dễ. Chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ, ba con lỗi sớm hầu bao em tai ghế, một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy, dậy đi dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lên xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà cất thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá, ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lâu dài. Nhất bay thiên đình, nhị bay cao đường, phù hề giao mãi đêm nay ta say ta. Qua ngàn gian nan giờ đây đã đến lúc rồi,
chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh nói với em không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao bái đêm nay ta say ta bái. Sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Thank you.
Nhanh nhẹt sắp sân, không khí tăng hôn lên đần. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon. Đóng phòng ăn ai lo cút lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măng ăn, không là tiêu. Anh em chỉ cút, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, em đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu lại đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn, khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm.
ngần thẹn thùng làm chi bé ơi. Em đừng đi đâu mình nên, mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm nó tự do. Ba má anh đã kêu tụi mình cô dính ai tiền tao sẽ lo. Hồi quá tuyệt vời tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trên đã cho con một cô gái xinh ơi. Vui lên đi vì không có đành lo chi, thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba vô đi khắp thế gian để chơi, em muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó. Có hai bàn tay trước giờ chưa nắm may, em cũng như tình đầu chỉ dầu anh thương em quá. Hai ba vô anh muốn sống bên cạnh em, vui hết hôm nay nhạc bập bùng ngày mai vui tiếng. Đón em về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Anh thương em.